Nhật Tường của em Phúc Tấn xin chào anh chị và tất cả mọi người ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị và tất cả mọi người một tác phẩm bình mai chất liệu bằng gỗ lưu hương của bên em anh chị nhá. Đó. Một bình mai lưu hương rất là to, rất là đẹp này. Đó, anh chị nào thích thì anh chị có thể là đặt hàng và sở hữu tác phẩm này bên em nhá. Em sẽ quay gần lại cho anh chị đây ạ. Em sẽ quay những bông hoa mai, những cành hoa mai của bên em trước nha anh chị nhá. Anh chị thấy này, đó. Những bông hoa mai, những lụ hoa này, những chồi loan đang đâm chồi lại lộc này. Đó, rất là đẹp nhá. Những cành hoa bên em đục rất là kỹ lưỡng, sắc nét luôn ạ. Anh chị có thể thấy. Đây anh chị nha. Đó. Những cành hoa bên em làm sần bên trong rất là đẹp như những cành hoa thật luôn đây. Ngoài ra bên em còn đục thêm hai chú chim nữa nha anh chị nha. Đây. Được thêm một chú chim như này và một chú chim ở đây nữa. Đó. Anh chị thấy đó. Những bông hoa bên em đục rất là đẹp. Đó, còn đây em sẽ quay bình mai cho anh chị nha. Đây. Bình mai lu này, đó, đây lu hương rất là đẹp đây, đó anh chị nhá, đây, đó lu hương này, rất là đẹp luôn ạ. Còn đây bên dưới bên em có đục và chế tác thêm một nhánh lan nữa anh chị nhá, đó một nhánh lan đây ạ, bình mai lan phú quý, chất liệu bằng gỗ lu hương anh chị nhá. Thì kích thước của bình này chiều cao là 88, ngang là 47. Và chiều sâu là 44 anh chị nhá. Chất liệu là bằng gỗ lu hương ạ. Một bình mai dáng thế mai hóa long rất là đẹp. Đó, anh chị nào yêu thích tác phẩm này thì bên em xin báo giá luôn cho anh chị. Tác phẩm này bên em bán với giá là 21 triệu anh chị nhá. 21 triệu ạ. Đó. Một bình mai rất là to, rất là đẹp, giá chỉ có 21 triệu thôi. Rất là rẻ anh chị nhá. Và anh chị nào muốn sở hữu một tác phẩm bình mai chất liệu bằng gỗ lu hương rất là đẹp này thì anh chị hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại 0389889968 để có thể được tư vấn và đặt hàng tác phẩm bình mai này cũng như là những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ khác của bên em anh chị nhá. Và xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Đó, em sẽ quay thêm mặt này cho chị nhá. Đó, mặt đằng sau bên em cũng có đục này. Ở đây thì em không thể quay rõ được chi tiết mặt sau, mặt trước mặt sau cho anh chị được. Đó, nhất là mặt sau thì em quay cũng hơi khó. Đó, đây lưu hương nữa anh chị này. Đó. Thì anh chị nào muốn xem chi tiết tác phẩm thì anh chị có thể là kết bạn Zalo với bên em chị nhá. Để bên em sẽ chụp ảnh và gửi hình cho anh chị ạ, mặt trước mặt sau. Đó, để chị xem chi tiết được cả tứ diện của tác phẩm này luôn. Đó, còn bây giờ thì em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh chị và mọi người đã dành thời gian theo dõi video của bên em. Và anh chị hãy ủng hộ bên em bằng cách ấn like, đăng ký và chia sẻ cho những video của bên em cho bạn bè, người thân của anh chị để thêm nhiều người biết đến shop tượng gỗ đẹp Phúc Tấn bên em ạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tác phẩm tiếp theo.